Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với con map Một Máu Sống Sao. Ok, cái map này á là khi vào trong game á thì chúng ta chỉ có được một máu thôi các bạn ơi. Các bạn coi kìa, mình chỉ có được một máu thôi. Và khi mà chúng ta bị một máu thì chúng ta chỉ cần bị búng bì cái thôi chúng ta cũng chết. Hiểu không? Có nghĩa là mình, các bạn nhìn nha, mình sẽ rơi thử xuống cho các bạn coi nè. Chỉ cần rơi nhẹ cái thôi, chết queo luôn. Tại vì chúng ta chỉ có một máu thôi. Và con map này được xây bởi một cái bạn có tên là bạn làm map. Map được làm bởi bạn Thái Bảo, học lớp 8 ở trường trung học cơ sở Nam Trạch. Ok. Nhưng mà bạn này bạn đã không để lại cái ID cho nên mình không biết đọc cái ID chỗ nào luôn. Em ơi, cái bạn mà xây map đây nè, nếu như em có coi video này thì anh sẽ góp ý cho em là hãy để cái ID của mình vào để cho người ta có thể đọc cái ID của em nha. Để những YouTuber ta quay clip á, người ta có thể PR được cho cái ID của em. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi con map này các bạn ơi. Đó, map này phải IQ 200 thì mới vượt qua được, phải không? Ok, let's go. Thì để mình xem coi, với gọi là một máu thì chúng ta sẽ phải đi bằng con đường nào đây. Mình sẽ đi trên đường này. Sau đó mình sẽ gọi là nhảy xuống cái cục này. Không chết, rồi nhảy qua đây. Sau đó là bây giờ nhảy xuống đó chết không ta? Rồi chết queo luôn rồi. Thấp như vậy cũng chết các bạn ơi. Ok, rồi nhảy qua đây nè, xong nhảy xuống đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải gọi là nhảy vào đâu nữa đây? Nhảy vô cái đống này, sau đó nhảy lên bụi cây. Ok rồi, nhảy lên đống này cho nó bay lên nè. Đó, bay lên, sau đó nhảy lên bụi cây. Vẫn chết, phải rồi. Ok, lại. Bây giờ mình sẽ nhảy lên đây, sau đó nhảy xuống đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đó, mình hy sinh một mạng sống của mình. Mình mở cái nắp này ra. Vượt qua đường các bạn ơi. Đó, nhảy xuống mở nắp ra là qua được rồi nè. Đó, rồi. Bây giờ đi xuống đây đúng không? Rồi có gì đây? Nhảy xuống đây đúng không? Rồi sau đó đi xuống đây. Xuống đây và xuống đây. Ok, lưu điểm hồi sinh lại nè. Hãy dùng não, đừng dùng skill. Ok, dùng não các bạn ơi, phải dùng não nha. Nhảy lên đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ bắt cua hai lóc lên đây. Ok, rồi. Đó, nhảy qua đây. Chỉ cần trúng dung nham nhẹ cái thôi cũng chết nha bạn. Các bạn coi nè, trúng cái nhẹ thôi nè. Đó, chết queo. Chúng cái nhẹ thôi là chết. Xui vậy. Ủa gì à? Tính ra mình chưa kịp làm gì mình cũng chết. Rồi, giờ là chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn các bạn ơi. Nhảy lên đây. Nhảy qua đây. Sau đó đi thẳng qua đây đi. Rồi ok, đi ra ngoài được rồi phải không? Ủa, có lắp tàng hình các bạn ơi. Không đi được. Đi đường này đúng không? Ok. Rồi, bên dưới là có dung nham nè. Không qua được. Nhảy qua đây. Ui. Bên dưới nó có nước nè. Ok. Và ở đây chúng ta có một cái rương. Trong cái rương này chúng ta có một cái áo choàng. Phải rồi, thanh niên chon các bạn ơi. Thanh niên chon, phải rồi chon. Ok fine, hợp lý đó. Dám chon tôi nữa ha. Thanh niên xây map dám chon tôi ha. Được. Mở cái đó ra cái là chết queo. Dám chon tôi được ha. Ôi, một máu có thể gọi là đụng chúng dung nham cái là chết à. Ok. Phải cẩn thận hơn các bạn ơi. Nhảy lên đây, tao nhảy xuống đây. Rồi ok, mình sẽ đứng xa xa ra. Ôi. Bây giờ phải bắt cua qua mấy cái gai nè. Ôi, cái gai nó cứ thập lên thập xuống hoài. Nó đâm trúng đít cái chắc chết luôn quá. Ok, qua được một cái gai nè. Qua được rồi. Yes. Ok. Rồi, bây giờ đi xuống đây chúng ta sẽ có một cái hồ dung nham ở đây nè. Nguy hiểm vậy. Rồi, đi đâu đây? Né mấy cục này ra nè. Có chỗ nào lưu điểm hồi sinh không ta? Lỡ chết cái sao? Ôi, chạm trúng cái này là trúng dung nham phải không? Ôi, dung nham trên đầu các bạn ơi. Thanh niên này hãy dụ vậy. Bước vô đây cái là bay lên nè. Rồi giờ sao để bước qua mà không bị bay lên đây? Nhảy qua hả? Nhảy qua. Ok. May quá thanh niên này cho anh phải. Rồi, ok. Đi xuống đây nè, để xem coi. Bắn vào cái nút đúng không? Cái nút nào? Ủa, có thấy cái nút nào đâu? Cái nút bên đây. Mình thấy cái nút vàng vàng này nè. Đó. Lấy cây cung ra đúng không? Ok, bắn vào cái nút chứ gì? Ngắm nào. Ok, được rồi các bạn ơi. Trời, bắn cái thôi dính luôn rồi. Hợp lý không? Trời ơi, nè, dính đấy nè. Ôi, tỉnh cao. Ok, rồi giờ đi qua đây làm gì đây? Bấm vô cái nút này đúng không? Ôi, tiếng bom. Ôi,
rồi, mình nghe tiếng bơm mấy bạn ơi, thanh niên này hại vụ vậy. Thép chết rồi, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi, bây giờ là... À! Cái cục này nó đẩy mình qua dung nha mấy bạn ơi. Phải nồi thật. Giờ phải đi nhanh hơn. À, ok, qua được rồi, mệt quá. Xương rồng. Phải nồi. Bây giờ có một máu chạm vô cái xương rồng, cái là chết queo luôn trời. Trời ơi là trời. Ok, giờ phải đi cẩn thận thôi, giờ sao, đi đường nào đây? Đi đường nào, chắc ăn đây, ở đường này đi, đường này đi. Trời ơi, chạm vô cái xương rồng cái thôi là chết luôn. Mới nói xong, chết queo. Ok, lại nè. Phải nồi, cái đó đẩy mình lên trời mà cũng chết. Ôi, đừng. Chết. Khổ vai. Làm sao cái này nó dừng lại kịp thời nè. Ê, ok, qua được rồi. À, bây giờ đi đường nào để không chạm chút xương rồng đây? Mình phải gọi là đo đếm mấy bạn ơi. Đường này chui vô được nè, chui vô được. Chậm thôi. À, chết trời ơi. Ok, lại. Ôi. Qua được rồi. Rồi, ok. Chậm thôi. À, qua được rồi. Bấm cái điểm hồi sinh. Rồi, qua được rồi. Yeah! Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của ta cũng đã được gọi là đền đáp rồi. Ôi, sợ mày. Sợ thật sự luôn mày ơi. Ok. Rồi để xem coi, bây giờ là chui qua đây được đúng không? Ủa không chui được hả? Đi đường nào? À, qua được rồi. À, ok, chui qua được. Nhảy qua đây đúng không? Ôi, cái laser này đụng vô cái là chết nha các bạn. Cẩn thận nha các bạn. Hey. Đó. Rồi đi qua. Hey, à, qua được rồi, trời, level 5. À, để xem coi. Level 5 là chỗ này dung nham nhiều quá nè, cẩn thận nha. Mình sẽ cẩn thận, thật là cẩn thận. Chỗ này là đạp vô đây, cái này nó sẽ nhấc bay mình lên nè. Nui mình đạp vô, bay mình lên cái mình chết sao. Nhảy qua. Ui, nhảy qua vẫn dính dung nham. Không tính được. Chậm thôi. Ôi, giống chết. Wow, qua được rồi. Xoay. Cuối cùng cũng qua được. Bây giờ là mình sẽ đi ở trên những cái tấm này. Rồi mình không được đạp vô cái nút này mày ơi. Đạp vô nút này là gai sẽ mọc lên. Đó, không được đạp vào. Oh, yes. Đấy, nhảy qua. Ok. Rồi, nhảy qua đây đúng không? Nhảy qua. Oh, yeah. Rồi. Nhảy qua đây. Ok. À, qua được rồi. À, ok, level tiếp theo nè. Chỗ này là sẽ nhảy trên những cái hàng rào. À, rồi xong té luôn. Chết queo luôn. À, trời ơi, nó cay. Nó cay thật sự luôn trời. Ok, qua được rồi. Rồi, level chơi khó à. Ok, level 8 nè. Xin nhắc lại, map đã test. Khó nhưng vẫn có thể vượt qua. Ok, khó nhưng vẫn có thể vượt qua. Bởi vì bạn này đã test map rồi, cho nên các bạn cứ yên tâm mà chơi nha. Ok. Map người ta đã test rồi, đừng có kêu khó nữa, người ta đã test map rồi, ok. Ta đã test map rồi, ok. Đường thường đâu đầy. Ai chui qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt. Mình nghĩ là có lẽ là mình phải cần có sự giúp đỡ của mấy bạn. Những bạn nào đã từng vượt qua được con map này rồi, hãy bình luận số 1 cho mình biết nha. Còn những bạn nào mà muốn mình sẽ chính thân mình sẽ vượt qua con map này, hãy bình luận số 2. Còn bây giờ thì mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Và mình nghĩ là mình sẽ cần phải gọi là tập thêm những cái gọi là kỹ năng để mình có thể bắt cua vượt qua được cái con map này. Và cảm ơn các bạn xây con map này đã xây một con map cực kỳ hay và cực kỳ khiến người ta gây ức chế. Ok. Nói chung là mình nghĩ là mình khó có thể nào mình vượt qua được con map này. Nhưng bạn nào mà muốn mình vượt qua hãy bình luận cho mình biết. Mình sẽ làm thêm một video nữa nha. Ok. Rồi
Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình và các thành viên của Team Hero. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.